Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thú Vui Tây Nguyên. Đây là hai con trà màu của mình này. Còn đây là con cu vằn của mình nhé. Đó. Và đây là hai con cút của mình. Hai con cút khá là to rồi nha các bạn. Còn sáu con cút nhỏ của mình kia thì mình đã cho anh em của mình nuôi hết rồi nha các bạn. Bởi vì mình chỉ nuôi hai con này thôi, nuôi nhiều quá cũng không có cám đâu các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ nói về cút trống, cút mái nha các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình nhưng mà mình trả lời không được, cho nên bây giờ mình sẽ nói ở trong một video và mình sẽ hướng dẫn các bạn là phân biệt cút trống và cút mái. À, như các bạn biết thì loài chim cút là chim trống ấp trứng và nuôi con nha các bạn. Chim trống nhỏ hơn chim mái nha. Các bạn nhớ nha, chim trống nó nhỏ hơn chim mái. Và chim mái thì có cái ngực ấy. Khi nào mà trưởng thành thì chim mái có cái ngực màu đen nha các bạn. Đó, cái ngực của nó thì có lông là màu đen. Và chim trống thì ngực của nó thì nó không có màu đen. Và ngực của chim trống thì nó cũng như là cái lông của cái thân của nó nha các bạn. Đó, nói như vậy thì các bạn đơn giản là các bạn hiểu ra. Hai con của mình đây thì nuôi nó mới lớn, chưa thay lông nha các bạn. Hai con này thì mình cho nó ăn cám gà. Đây, cám gà đây. Và nước đây nha các bạn, đó. Đó, mình chỉ nói về là các bạn cũng hiểu rồi đó. Chim trống nó nhỏ hơn nha các bạn. Chim trống nhỏ hơn và chim mái to hơn. Và chim mái thì ngực thì có lông màu đen. Chim trống thì không có. Nó đơn giản như vậy thôi. Và chim này thì chim trống ấp trứng và nuôi con nha các bạn. Chim mái thì chỉ đi đi gù rồi đi rồi đấu đá nha. Đó, như vậy thì các bạn mình nói như vậy thì các bạn cũng đã biết rồi đấy. Rất là đơn giản. Phân biệt cút rừng trống mái. Đó, còn đây là con cu vằn của mình. Con cu vằn này mình cũng nuôi từ nhỏ nha các bạn. Rất là thuần. Bây giờ mình sẽ lấy tay vào cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Đậu lên tay của mình kìa. Đó. Rất là thuần. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.